Dạ, Nam Mô Bụt Thầy dạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, cảm ơn cô Như Pháp. Dạ, con Huệ Ngọc, con thành kính đảnh lễ trường tọa Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức. Con kính lễ quý bà, quý cô, tu nữ. Dạ, kính chào tất cả quý đạo hữu. Thưa hôm nay là ngày thứ ba, 15 tháng 2 năm 2022 dương lịch, cũng là nhằm ngày rằm tháng giêng âm lịch năm Nhâm Dần. Nghi thức truyền thọ giới pháp sẽ mở đầu chương trình sinh hoạt trong ngày. Nam mô Bụt Thầy dạ. Thay mặt quý Phật tử, chúng con thành kính cung thỉnh thường tọa Minh Hạnh từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Ukka sa mayang phan te tisarat ne nasaha atang gasaman nagatang upo satang yachama dutiyam bi mayang phan te tisarat ne nasaha atang gasaman nagatang upo satang yachama tatiyam bi mayang phan te tisarat ne nasaha athang gasaman nagatang upo satang yachama. Ngưỡng bạch chư tôn đức, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con. Và chúng con thành kính cung thỉnh thường tọa Minh Hạnh. Nam mô Tát Pháp Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tát Pháp Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tát Pháp Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biên trì. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biên trì. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biên trì. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Buddhaha Saranam Gacchami, đệ tử nguyện quy y Phật. Bụt thằng Saranang Gacchami, đệ tử nguyện quy Phật. Dhammam Saranam Gacchami, đệ tử nguyện quy y Pháp. Saranang Gacchami, đệ tử nguyện quy Pháp. Sanghang Saranam Gacchami, đệ tử nguyện quy tăng. Sankhang Saranang Gacchami, đệ tử nguyện quy tăng. Dutiyambi Buddhaha Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật. Dutiyam bi Buddhaha Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Du ti giảm bi thầm măng sa ra năm gặp cha ha mi lần thứ hai đệ tử nguyện quy y pháp. Dutiyam thammang saranang gacchami lần thứ hai đệ tử nguyện quy pháp. Dutiyam bi sanghang saranam gacchami lần thứ hai đệ tử nguyện quy y tăng. Dutiyam bhisankhang saranang gacchami lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng. Tatiyam bi buddhang saranang gacchami lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật. Tatiyam bhibbuddhang saranang gacchami lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật. Tatiyam bhidhammang saranam gacchami lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp. Tatiyam bhidhammang saranam gacchami lần thứ ba đệ tử nguyện quy pháp. Tatiyam bhisanghang saranam gacchami lần thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng. Tatiyam bhisankhang saranang gacchami lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng. Banati mata veramani sikkhapadang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Panatipata vechamani sikkhapadang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Adinadana veramani sikkhapadang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Adinadana vechamani sikkhapadang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Brahmacharya veramani sikkhapadang samadhiyami đệ tử giữ giới không trược hạnh. Brahmacharya vechamani sikkhapadang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Musawada veramani sikkhapadang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Musawada vechamani sikkhapadang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Sura mereya macchappama dakkhana veramani sikkhapadang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Sura mereya macchappama dakkhana vechamani sikkhapadang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vika la phụ sa na Về Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Vikalapochana Vechamani Sikkhapadang Sammadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Nacha ghi tắc và đi tắc uy su gà đá mà là gần thôi đề bát tạ thà ra nát mình đã nát uy phụ sanh thà na về ra mạn ni sikha bát đằng sắc ma đi ya mi đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch thực kịch trang điểm và mang đồ trang sức. Natchajita wa ditawisu kadasana malagan tawile panatha janaman danawifu sanatana vechamani sikkhapadang sammadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Ốc cha si na ma ha si cha na về ra ma ni si kha ba đăng tham ma di ya am mi đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tọa cao sang. Úc cha sayana maha sayana vechamani sikkhapadang sammadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tọa cao sang. Imang athangasamman nagatang putapanyatang uposathang imang charatin imang chadivasang sammadeva afirakitung sammadhiyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bạc quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai. Imani atha sikha padani upo sasi vrasena iman charatan iman jidivasang sa tukang katoa apamadena Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui. A ma phan tê, chúng con xin thành kính phụng hành. Sīlena sukha tanh yanti, sīlena phukha sampadā, sīlena nippo tanh yanti, tasmā sīlaṃ visuddhayē. Người giữ giới hằng được phú túc, mạng chung thọ sanh lạc cảnh là thẳng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh. Sa thuộc lành thai, Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thăng duyên, gieo năm Phật trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngược mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thăng duyên, gieo năm vóc
trọn niềm sám hối những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngược mong pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng Bảo Tịnh Thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vọc trọn niềm sám hối những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong tăng bào đức lành từ dung. Bhagavato sabba mangalang rakkhantu sabbe devata sabba bhutana bhavana sana sati bhavantute. Bhagavato sabba mangalang rakkhantu sabbe devata sabba dhammana bhavana sana sati bhavantute. Bhagavato sabba mangalang rakkhantu sabbe devata sabba sanghana bhavana sana sati bhavantute. Tất cả phương có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhà quay đức của chư Phật, do nhà quay đức của giáo pháp, do nhà quay đức của chư Tăng, các sự thanh lợi thường đến người cầu xin cho quả của tâm thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thai, lành thai. Nam mô Bụt Thầy. Chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Và sa thú kính cảm ơn cô Như Pháp và thành kính đảnh lễ thượng tọa Giác Đẳng cùng chư tôn đức. Và kính mời MC tiếp tục của chương trình hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, con cảm ơn cô Hoa Nguyệt. Chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh. Cảm ơn cô Huệ Ngọc. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Thầy Thăm Má trên mạng internet qua PowerTalk, Facebook và Zoom mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa đông Việt Nam từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 tối. Houston 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng. New York 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng. Cali 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng. Paris 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều. Sydney 11 giờ 30 tối đến 1 giờ 30 sáng. Con Nguyên Xuân thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ ba, ngày 15 tháng 2 năm 2022, Phật lịch 2565, bài học hôm nay môn học Kinh Tương Ưng, Sanyutta Nikaya, chương 4, Tương Ưng Ác Ma, phẩm thứ nhất, bài 4, Kinh Cạm Bẫy Ma 1. Pattha Mamma Rappa Sasuttang, phương tiện dẫn đến cứu cánh giải thoát. Thượng tọa Giác Đẳng chuyển dịch và biên soạn giáo trình sẽ do Thượng tọa Tuệ Quyền giảng giải. Chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng giảng nhập bài học ngày hôm nay. Con kính cung thỉnh Ngài. Kính thưa Thượng tọa Minh Hạnh, cảm ơn cô Nguyên Xuân. Nam mô Bụt Thầy. Kính đại lễ chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay và ngày mai là ngày rằm ở Việt Nam. Hầu hết tất cả các vị giảng sư đều bận với lễ thọ đầu đà rằm tháng giêng, và vì vậy tối nay quý ngài không có vào được, và cũng có thể là ngày mai thì cũng không có vào được vì sau một ngày đầu đà mệt mỏi. Nên chi chúng tôi sẽ đi khuyết và cũng sẽ giảng khoảng một tiếng đồng hồ,
Sau đó nếu có chư tăng vị nào vào thì chúng ta thảo luận, không thì chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục. Và bài học ngày hôm nay chúng ta cũng học một bài ở trong phẩm Ác Ma. Ác Ma thì thường có cái cách nói lặp đi lặp lại và cái hành động thì tương đối giống nhau, nhưng mà sự kiện và câu trả lời của Đức Phật mỗi bài có một cái khác, cho chúng ta những cái nhìn đa dạng về bản chất của các pháp cũng như là về sự tu tập. Và bài học ngày hôm nay là bài học về phương tiện dẫn đến cứu cánh. Bây giờ mời quý Phật tử nghe phần chánh văn, và sau đó thì chúng ta sẽ trở lại với ý nghĩa của bài học này. Nam mô Bổn Thầy giáo, và chúng con kính tri ân thượng tọa Giác Đặng đã dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Con xin đọc chánh kinh. Chương 4: Tương ưng ác ma, phẩm thứ nhất. Kinh cạm bẫy ma. Bá tha ma ma rappa sa sút tăng, phương tiện dẫn đến cứu cánh giải thoát. Dẫn nhập: mặc dầu có nhiều phương pháp tu tập dẫn đến giác ngộ giải thoát, nhưng không có con đường nào thiếu hai điều: khéo nhận thức và khéo nỗ lực. Nói đến thiện xảo, Yoniso chỉ có thể hiểu được qua pháp hành chứ không thể bằng lý thuyết. Khi Đức Phật dạy bài kinh này, rõ ràng đã đụng chạm đến ác ma, vì ma không muốn ai thành Phật. Người con Phật dĩ nhiên muốn mặc áo cà sa hơn là mặc áo giấy. Kinh văn: tôi được nghe như vậy. Thọ ấy, Đức Thế Tôn trú ở Lập Uyển Isipatana gần Varanasi. Thế Tôn lên tiếng với chư tỳ kheo: này các tỳ kheo. Các tỳ kheo trả lời: dạ bạch Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói như sau: này các tỳ kheo, chính do tác ý thiện xảo, tinh cần thiện xảo, ta liễu ngộ và đạt được vô thượng giải thoát. Các thầy cũng vậy, cũng cần tác ý thiện xảo, tinh cần thiện xảo để liễu ngộ và đạt được vô thượng giải thoát. Rồi ác ma đi đến Thế Tôn và nói với ngài kệ ngôn: người vẫn trong bảy ma, cả thế giới nhân thiên vẫn bị ma sai sử, sa môn đâu thoát ta? Thế Tôn: ta đã thoát bảy ma, cả thế giới nhân thiên, thoát cương tỏa ma giới, bại rồi kẻ hủy diệt. Ác ma biết được Thế Tôn đã biết ta, thiện thề đã biết ta, nên buồn và thất vọng, liền biến mất tại chỗ ấy. Thích văn: Bát Ô Xí Ma Rát Ba Xê Ná, người bị giam trong cạm bẫy ma. Dê Díp Ba Dê Chá Ma Nú Sa, cả thiên giới và nhân loại. Mara Panthana Pathosi, người trói buộc với ma chướng. Namme Samana Mokkhasiti, hỡi sa môn, người không thoát khỏi ta. Muttahang Marapasena, ta đã thoát bảy ma. Yedipa Yechama Nusa, cả thế giới thiên nhân. Ma Rapanthana Muttomhi, ta không nằm trong cương tỏa của ma. Nihato Thoa Ma Si Antakhati, người đã bại, hỡi kẻ hủy diệt. Thích nghĩa: theo sớ giải, tác ý thiện xảo Yoniso Manasikara
là tác ý làm phương tiện. Upayamana sikara, tinh cần thiện xảo. Yoniso sammapatthana là năng lực làm phương tiện. Upayaviriya karana viriya, vô thượng giải thoát. Anuttawa vimutti là quả vị vô danh ứng cúng. Và phần chính kinh đến đây đã kết thúc. Chúng con kính cung thỉnh thường tọa giác đẳng giảng dạy bài học ngày hôm nay, con kính cung thỉnh ngài. Các bậc cụ xuân, các bậc chư tôn đức và thư vị Phật tử, bài kinh này theo tục sớ dạy thì được Đức Thế Tôn ngài thuyết sau khi chuyển pháp luân ở tại Lục Quyển, tức là phường Nai Isipatana gần Varanasi. Chúng tôi muốn, trước khi nói vào ý nghĩa của bài kinh, thì cũng lưu ý quý Phật giả, quý Phật tử đó là chữ quyển có nghĩa là vườn, Lộc Quyển là vườn Nai. Nếu mà chúng ta nói vườn thì chúng ta nói là vườn Lộc Giả, và nếu mà chúng ta nói Lộc Quyển thì về Lộc Quyển thôi. Tại chữ quyển nó là giống như thượng quyển hay là ngự quyển, tương như thượng viên, ngự viên chẳng hạn, thì đó là vườn. Thành ra cái chữ quyển, chúng ta đã nói là Lộc Quyển thì chúng ta không nói là vườn. Và Lộc Quyển này, tức là vườn Nai này, là có nhiều vườn Nai thời Đức Phật còn tại thế, nhưng mà vườn Nai này thì tọa lạc ở tại Saranath, cách Varanasi khoảng chừng 12 cây số. Thì nó không nằm ở trong thành Varanasi mà nằm gần Varanasi. Ở đây có một cái địa danh gọi là, tên gọi là Isipatana. Isipatana, Isi là những vị ẩn sĩ. Thường là quan trọng là ở sĩ đắc đạo. Patana ở đây nghĩa là biến mất. Theo trong kinh thì nơi này đã từng là nơi cư trú của một số các vị Phật độc giác trước khi Đức Thế Tôn ra đời. Nhưng mà khi Đức Thế Tôn này ra đời thì chư thiên reo mừng, và các vị độc giác biết rằng một vị chánh đẳng giác ra đời, thì các vị viên tịch, và các vị viên tịch bằng cách bay lên không, biến mất. Chỉ Isipatana nên hiểu là nơi biến mất của các vị ẩn sĩ. Nhưng mà ở trong bản chữ Hán thường dịch là chư thiên đọa xứ. Isi nghĩa là vị ẩn sĩ hay là các vị tiên, và Patana nghĩa là từ chữ Patati là rơi xuống, thì các vị dịch là Isipatana. Nhưng mà thật ra thì theo trong kinh thì các vị Phật độc giác này bay lên hư không ở biên tịch Niết Bàn, và phần xá lợi rơi xuống. Và ở đây cũng có một cái tên khác gọi là Saranath. Saranath là nơi con nai được cứu. Bị có một câu chuyện trong tiền kiếp là một vị vua thích ăn thịt nai và đã ra lệnh truy bắt những con nai. Thì theo
trong kinh Bổn Sanh á, thì những lời này dưới sự hướng dẫn của Đại Chúa đó, thấy rằng đồng loại bị giết hại một cách rất là thê thảm. Thôi thì bây giờ đó, nó sẽ chỉ định một con luân phiên với nhau đi chịu chết, để đàn nai không bị săn bắt một cách dã man. Nhưng mà tới phiên một con nai đang có thai đó, nó phải đi chịu chết đó, thì nó đã khóc. Và con nai Chúa thấy như vậy đó, thì đã đem mình đi thế mạng để cứu con nai đang mang thai. Và câu chuyện đã cảm hóa được nhà vua, từ đó nhà vua không có săn bắt nai được. Và câu chuyện này dẫn đến cái tên Saranath mà chúng ta vẫn xài đến ngày nay. Cả hai cái tên Isipatana và Saranath đều có liên quan đến kinh điển của Phật giáo, và ngày nay cũng trở thành cái địa danh mà khi chúng ta đến lộc nguyện. Bài kinh này thì không phải Đức Phật giải thuyết cho năm vị kiều trần như, tại vì năm vị kiều trần như đã đắc chứng quả vị A-la-hán chỉ có vài ngày sau khi Đức Thế Tôn chuyển pháp luân với bài kinh Vô Ngã Tướng. Thì thưa quý vị, như chúng ta biết là Đức Thế Tôn đã đến lộc uyển ở gần Varanasi để chuyển pháp luân, và mùa mưa đó, ngày an cư đầu tiên ở trong mùa mưa này đó, thì ngoài năm vị tỳ kheo của nhóm kiều trần như còn có một số các vị xuất gia khác mà là giá xá và những người bạn của giá xá. Giá xá là một, những người bạn giá xá là 54 người nữa, tổng cộng là 55 người đến xuất gia sau này. Và những người này được Đức Thế Tôn này hướng dẫn tu tập. Và đây, bài kinh này cũng như bài kinh sau xảy ra ở tại lộc uyển trong mùa an cư thứ nhất của Đức Phật. Và trong mùa an cư này thì khi mà Đức Phật giảng kinh này thì các vị đó vẫn chưa có đắc đạo chứng quả. Và cuối cùng thì ở cuối mùa an cư, tất cả các vị đều là những vị A-la-hán. Và chúng ta sẽ nghe câu chuyện đó vào ngày mai này. Thì thưa quý vị, trong bài kinh này, Đức Thế Tôn đưa ra lời dạy tương đối rất là ngắn. Nếu mà quý Phật tử hình dung một chút, thì cách thuyết pháp của Đức Phật bình thường đã ngắn gọn rồi, không có dài dòng, mà ngài thường thuyết pháp xoáy vào những điểm cần thiết cho người tu tập. Nó tương tự như là một người chỉ cho chúng ta cái cách bữa củi, bữa đúng thế như thế nào để bữa được củi đó, thì không phải là có nguyên một bài thuyết trình, mà chỉ đơn giản những hướng dẫn rất là cụ thể. Thì sự tu tập mà Đức Phật dạy cho các đệ tử cũng tương tự như vậy. Và ở đây thì ngài đề cập đến hai pháp mà theo trong sớ giải gọi là cái phương tiện dẫn đến vô thường giải thoát. Vô thường giải thoát ở đây là điểm đến cuối cùng, không còn có gì cao hơn hay đi xa hơn nữa. Điểm đến cuối cùng đó là quả vị vô sanh ứng cúng, tức là quả vị A-la-hán hoàn toàn giác ngộ giải thoát. Cái bài kinh này, thưa Phật tử, Đức Phật ngài đề cập đến hai cái phương tiện dẫn đến sự giác ngộ hoàn toàn, gọi là vô thượng giải thoát. Đó là tác ý thiện xảo và nỗ lực thiện xảo, hay là tinh cần thiện xảo. Thì thiện xảo ở trong chữ Hán có nghĩa là khéo léo.
Nhưng mà chị Thiền Xảo không dịch hết cái chữ Yoniso ở đây. Chữ Yoniso đó, nó bao gồm ba nghĩa. Một là khôn ngoan sáng suốt. Hai là thích đáng. Và cái thứ ba là có hiệu quả. Và trong chữ Hán ấy, dịch cái chữ thiền xảo ấy, đơn thuần là khéo léo. Nhưng mà cũng khó có chữ nào dịch hết chữ Yoniso này. Chúng tôi thấy, lấy một ví dụ là cũng thời làm một việc gì đó mà có người này khéo hơn người khác. Họ làm nhanh hơn, tốt hơn, đẹp hơn, ít mất sức, ít mất thời giờ hơn. Cái đó gọi là Yoniso. Thì thưa quý vị, lại có thêm một chữ khác mà quý Phật tử thường được nghe, đó là chữ Manasikara. Và chúng ta dịch ở đây là tác ý. Manasikara là gì? Manasikara đó là, chúng ta nói đơn giản trong tiếng Anh là focus, hay trong tiếng Việt Nam của chúng ta là có một cái tập trung. Mình đặt để cái sự hướng tâm của mình đúng chỗ. Chúng tôi tạm gọi dùng cái chữ Yoniso Manasikara đó là quan tâm đúng chỗ, hay là có chủ ý đúng chỗ. Như trường hợp quý Phật tử đi chùa, cúng thời có một cái mền để cúng vào chùa. Nhưng mà nếu quý Phật tử nghĩ rằng cái mền này mình sẽ cúng cho vị sư A, vị sư B mà mình hoan hỷ, mà mình có cái niềm tin, thì cái đó gọi là cá nhân chuyển thí. Nhưng mà nếu vị đó đem cái mền đến cúng vào trong chùa và với cái tác ý rằng mình cúng vào cho chư tăng sử dụng, cúng dường đến đại tăng, thì cái đó gọi là vô phân biệt thí. Và cái vô phân biệt thí thì nó có phước hơn cá nhân chuyển thí. Ở trong cuộc sống này nó có hàng trăm hàng ngàn cái ví dụ, và những ví dụ này cho chúng ta thấy là chính cái chủ tâm, chính cái góc nhìn nó là quan trọng. Hồi nhỏ chúng tôi ở trong chùa để nghe sư trưởng. Sư trưởng rất là thích cái thí dụ này. Sư trưởng hay nói đi nói lại rất là nhiều lần. Sư trưởng nói rằng có một ngôi chùa hoang mà pho tượng Phật đã bị cái mái che ở trên không còn nguyên vẹn nên mưa dột vào, và khi nước nhỏ xuống là nhỏ ngay cái tượng Phật. Nên khi một phần ở trên đầu pho tượng là bị nước mưa nó làm hỏng đi, có một người đi đường
thấy chủ khoan đi vào, thấy hình ảnh Phô Tự Phật bị mưa dột như vậy, thì vị này ngó trên đầu thấy có cái bảo cái từ cái lọng đó, mà có cái lỗ nhỏ và mưa đã nhỏ xuyên qua đó lên trên đầu Tự Phật. Thì vị này ngó giáo giác không thấy có một cái gì có thể che mưa được, bỗng nhiên thấy có một chiếc ghép cũ. Vị này mới thấy mình phải lấy chiếc ghép cũ để mình che cái lỗ đó lại để cho mưa đừng dột xuống. Mà vị này đã lấy chiếc ghép để lên chỗ cái bảo cái mà nó có dột đó. Thì từ đó nước mưa không có dột vào kho tượng được. Thời gian sau lại có một khách thập phương đi ngang, và khi vào ngôi chủ quan đó thì vị khách thập phương này thấy rằng có ai đó để chiếc giáp cũ ở trên đầu, để trên cái bảo cái trên đầu Đức Phật. Vị này nghĩ rằng ai mà kỳ cục quá, chiếc giáp mà để trên trên đầu Đức Phật. Và vị này lấy chiếc giáp xuống. Thì sư trưởng nói rằng cả hai vị đó, một vị đặt chiếc giáp lên để che mưa, và một vị lấy chiếc giáp xuống vì lòng tôn kính Phật, thì đều là có cái tác ý tốt hết. Ở đây thưa quý vị, chúng ta nên hiểu cái tác ý ở đây, tức là cái ý nghĩ, ý định. Nó chưa hẳn là trí tuệ, nhưng mà nó cho chúng ta thấy cái góc nhìn. Chúng ta nhìn từ cái góc nào? Ở trong Milindapanha, ngài Nagasena, khi mà vua Milinda hỏi ngài Yudhisthira là khéo tác ý đó, có phải là trí tuệ không? Thì nó nói không phải. Và vua Milinda xin một thí dụ. Thì ngài tôi cho cái thí dụ về những người gặt lúa đó. Người ta có cái lưỡi hái để cắt lúa, nhưng mà trước khi cắt ấy, họ phải dùng bàn tay đó để họ gom lại, gom lúa trong nắm tay mình, và khi gom lại nó mới dùng cái lưỡi để cắt ngang, lưỡi hái cắt ngang. Thì ở đây rõ ràng là nếu chúng ta lấy cái lưỡi hái mà chúng ta quơ mà không có gom lúa lại đó, thì chúng ta rất là khó cắt và cắt không được bao nhiêu hết. Nhưng mà nhờ gom lúa lại, rồi đấm rồi mới lấy lưỡi hái cắt ngang á, thì chúng ta mới được một một đấm lúa, và sau đó chúng ta gom lại thành bó lúa. Thế đây thưa quý vị, cái bàn tay mà đưa ra gom một nắm lúa vào, nó lại là một cái thí dụ. Và ngài Tịnh Sự ngài cũng có một thí dụ khác, đó là cái bánh bao nó to lớn. Bây giờ thì bánh bao ít, nhưng hồi chúng tôi nhớ Việt Nam đó có những bánh bao to lắm, thứ mình không thể nhét nguyên bánh bao vào trong miệng được, mà mình phải cắn ở một điểm nào đó thôi. Cái cắn đó nó cũng là một cách mà chúng ta gọi là Manasikara hay là tác ý. Hoặc giả là chúng ta nghe câu chuyện, chuyện này thì chúng tôi tin là hoàn toàn là hư cấu, chuyện khôi hài, nhưng mà nghe nó cũng có cái ý nghĩa trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Là có một anh thanh niên, cái này mình kể theo cái thời xưa thưa quý vị, không bây giờ không có như thời xưa. Có những người thanh niên mà họ muốn cưới một cô gái nào đó, thì cha mẹ của những cô gái đó không có muốn gả liền. Có những trường hợp người ta gả liền, nhưng mà nhiều trường hợp á là người ta muốn anh thanh niên đó đến nhà để ở, ở gần với cha mẹ
để cha mẹ coi cái tánh nết, cái thói ăn, thói ở, sự cư xử như thế nào. Và sau thời gian nào đó, ví dụ như 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, mà thấy được á, thì mới gả con. Đôi khi thì người ta gọi là ở rể, nhưng mà thật sự là nhiều trường hợp á, là chỉ ở trong cái giai đoạn mà chúng ta gọi bên biển là probation, tức là trong giai đoạn được tập nghề để người ta coi của mình có thích hợp với công việc đó hay không. Thì anh thanh niên này trước khi rời nhà cha mẹ đến nhà cô gái để ở rể đó, thì người cha dặn rằng con qua bên đó, một cái bí quyết mà để được lòng nhạc phụ đó là nhạc phụ mà có làm việc gì thì con phải bô cô phụ, bận tới đâu đi nữa phải gắng phụ, đừng có lơ là với chuyện này. Thì thưa quý vị, cái chuyện có hài là anh đã qua bên đó ở vài bữa đó, thì người cha vợ đó, tức là cha cô gái đó, mới dẫn anh vào trong rừng tràm để đốn củi. Thì khi đốn củi, người ta cũng nhắm cây nào mà cái kích cỡ nó vừa phải, cái dáng nó thẳng thì người ta đốn. Thì khi bị nhạc phụ nhìn cái cây đó, cây này được á, thì sắp đốn thì anh này anh chạy lại, anh nhớ lời ba dặn, nó tía tía để con. Thì bây giờ vợ cũng để cho anh làm, rồi bước qua cái cây khác. Thì anh thấy ông về vợ sắp đúng cái khác thì chạy lên nó tí tí để con. Và từ sáng tới trưa chỉ có bốn cái chuyện là tí tí để con, mà anh không đúng được câu nào hết, anh không đúng được cây nào hết, và ông về vợ không sao đúng được. Cái đó người ta nói là chuyện nào cũng có mặt và tính bao đồng, muốn ôm hết nhưng mà rồi không làm được chuyện gì hết. Thì thưa quý vị, cái Yotisomanisikara mà trên phương diện pháp hành đó là chúng ta khéo tác ý, nhưng mà ở trong đó hàm nghĩa là chúng ta quan tâm đúng chỗ, đặt cái tâm mình đúng chỗ. Một người mới qua bên Mỹ có rất nhiều điều phải làm, có những điều phải học, nhưng mà rất là quan trọng là chúng ta lựa chọn một cái việc làm gì đó mà mình nghĩ rằng là ưu tiên một, rồi ưu tiên hai, ưu tiên ba. Và khi mình lựa chọn những ưu tiên đó thì mình phải biết được là cái đó nó có thực sự tốt cho lâu dài hay không. Chúng tôi nhớ là một ở trong những cái thất bại hay là chậm trễ trong việc học của các sinh viên đó, là không lựa đúng cái ngành của mình, ở vị gọi là cái major của mình đó. Thì thường ở những trường đại học bên Mỹ đó, đa phần là 2 năm đầu vào đó người ta tập trung vào những cái general education requirement, tức là cái kiến thức tổng quát. Và 2 năm sau đó thì người ta chọn chuyên ngành. Nếu mà thời gian đầu hay là trong khi mới vào hay là 2 năm đầu đó mà mình vẫn chưa chọn được một cái ngành mà mình theo đuổi đó, thì có thể là chúng ta sẽ phí thì giờ. Thí dụ như là mình học về cái ngành nhân văn
humanity. Nhưng mà rồi mình lại bỏ ra quá nhiều thời giờ để học lấy những cái tín chỉ bên science. Mà tự như hay là mình học về khoa học mà mình chọn quá nhiều cái ngành bên humanity, bên nhân văn, thì nó cũng phí thời giờ. Tại cái người học đó, được khuyên là nên gặp counselor, tức là những người tư vấn đó. Họ có kinh nghiệm, họ hỏi, họ tìm hiểu cái sở trường, cái ý thích, cái hướng đi, và họ sẽ đưa ra cái nhận xét qua cái bảng điểm của mình là mình mạnh về môn nào, mình yếu về môn nào. Và để rồi sau đó đó, người ta cho chúng ta một lời khuyên là nên chọn ngành nào. Và như vậy chúng ta sẽ không có phí thời giờ. Thì ở đây Yudhisthira Somana Sikara khéo tác ý hay là thiện xảo tác ý đó, được hiểu là mình tìm ra được một cái hướng thích hợp, một cái cách mà chúng ta có thể xác định là à, cái này là cái mà mình nên theo. Sau khi mà xác định được cái gì là cái hướng thích hợp thì mình mới ra sức đi theo đó. Cái đó gọi là thiện xảo tinh cần, hay là tinh cần thiện xảo, nỗ lực thiện xảo. Giống như là một vị tỳ kheo vào trong chùa thì Đức Phật ngài dạy rằng có hai điều nên làm là theo đuổi pháp học hay theo đuổi pháp hành. Chọn cái thích hợp cho mình. Và khi có cái sự lựa chọn thích hợp thì ra công làm việc đó thì nó rất dễ thành công. Thì thưa quý vị, bài kinh này tuy ngắn nhưng mà đặc biệt liên quan đến hành, chỉ có pháp hành thôi thì chúng ta mới biết được cái gì là khéo hay không khéo. Đa phần là những người học về lý thuyết ấy, thì lại không có cái kinh nghiệm này. Tại vì chính cái người có thực hành, có áp dụng, có nhập cuộc thì dựa trên cái kinh nghiệm của mình đó, lâu ngày nó mới đẻ ra cái gọi là cái khéo. Còn cái người ngồi mà người ta có nói là ở Mỹ ta có cái thành ngữ gọi là chống cộng kiểu salon á, tức là ngồi ở nhà mà đưa lý thuyết này lý thuyết kia đó, thì thật sự là không có đọc ở đến đâu hết. Mao Trạch Đông á là một nhà lãnh đạo cộng sản độc tài của Trung Quốc á. Ông có nhiều cái điểm mà không có gọi là tốt đẹp ở trong cách sống, nhưng mà ông lại là một người có một số thành tựu ở trong cuộc đời hoạt động, và ông đã vận dụng được những người của Trung Quốc để xây dựng một đất nước mà chúng ta biết là Trung Quốc, hay là Hoa Lục Trung Quốc, Trung Cộng ngày nay. Và cái cuộc trường chinh từ Dương An đã cho thấy một cái nhìn thực tiễn của ông trong việc huy động quần chúng. Ông có nói một câu này, khi mà đề cập đến những người mà nặng về lý thuyết á, thì ông nói là cái bọn đó chỉ là những con mọt sách. Nhưng mà ở đây cái câu nói đó cũng có hàm nghĩa là như vậy,
là thông thường những người mà quá nặng về lý thuyết ấy, thì thường là không có cái kinh nghiệm trực chiến. Và cái kinh nghiệm trực chiến nó mới tạo ra cái khéo. Mà cái khéo này không có truyền đạt được. Nó khó lắm thưa quý vị. Ví dụ như là câu chuyện thời Chiến Quốc, cái vua Tề đang ngồi đọc sách. Quý vị biết là người xưa họ có cách đọc sách nó không giống như chúng ta bây giờ. Chúng ta bây giờ đọc nhanh và chúng ta đọc lướt qua nhiều hơn, đọc thầm, đọc lướt qua. Nhưng mà người thời xưa đó, mà cái thế hệ ông ngoại chúng tôi còn đó là hay học EA lắm, đọc sách vừa học EA. Ví dụ mình nói Tử Viết Quy Tiền Giả Thiên Báo Chi Diệu Phước chẳng hạn, mà phải đọc EA. Thì ở trong sách viết rằng khi nhà vua đang đọc sách như vậy đó, thì lúc bây giờ có một người thợ mộc, anh này đang làm cái công việc sửa chữa ở dưới lầu á, chắc ở trong hoàng cung có cái gì cần sửa chữa. Thì anh mới chạy lên, nó mưu tô hoàng thượng, hoàng thượng đang đọc cái gì vậy? Thì ông vua, ông thấy cái anh này cũng hơi vô phép. Cái luật vua là nhà vua đang đọc sách đang làm cái gì á, một cái người mà cẩn thận đối thần không có được quấy rầy như vậy. Nhưng mà nhà vua cũng hơi dễ dãi, miễn cưỡng trả lời rằng trẫm đang đọc sách của thánh hiền. Kia theo bọc anh ấy, như vậy thánh hiền là ai mà biết sách làm gì? Thì nhà vua mới nói thánh hiền là những bậc tiền nhân thời trước đã có những cái lời hay ý đẹp chép lại thành sách lưu truyền cho hậu thế, và trẫm đang đọc những điều đó. Thì kể ra nhà vua trả lời như vậy đó là cũng kiên nhẫn rồi, mà anh thợ mộc dường như là anh có sống trong ý nghĩ riêng của mình, thì anh mới buông quyền, anh nói rằng thế ra hoàng thượng chỉ đọc lại căn bản của thánh nhân. Thì thưa quý vị, đang đọc sách, nhà vua đang đọc sách mà bị người ta lên hỏi quấy rầy đã phiền được, còn hỏi tới hỏi lui cũng đã phiền nữa, mà lại có một câu buông ra một câu mà phê bình như vậy thiệt là quá đáng. Thì nhà vua giận lên, nhà vua nói rằng ta đang đọc sách của thánh hiền mà ngươi nói rằng ta đang đọc cái cặn bã thánh nhân, ngươi phải trả lời cho thông, nếu không thông là sẽ bị xử phạt. Chúng chưa biết xử mức độ nào nhưng mà nặng á, xử phạt nặng á. Thì cái thờ mộc này anh mới nói như vậy, anh nói muôn tô hoàng tử, tiện nhân có cái nghề chuyên là làm mấy cái bánh xe ngựa, bánh xe phải tròn chứ không thể là không tròn, rất tròn thì chạy nó mới không hư xe, mà nó đều mà không có một phần nào mà nó nặng hơn phần kia về trọng lượng. Trên lý thuyết thì ai cũng có thể nói như vậy, nhưng mà khi mà làm một cách cụ thể đó thì nó cần đến cái khéo, và cái khéo đó đó thì không ai có thể truyền lại cho ai hết. Cái gì mà thuộc về lý thuyết mình nghe đó chỉ là cái phần lý thuyết thôi, nhưng mà cái tinh túy, cái tinh hoa thực sự thì gọi là cái khéo đó, thì không ai truyền cho ai được hết. Thì thưa quý vị, nhà vua nghe như vậy thì nhà vua tha chết, tha tội, và nhà vua lại khen. Thì điều này nó đưa chúng ta trở về cái ý nghĩa chữ Yoniso, tức là sự thiện xảo hay là khéo léo. Cái khéo léo này là do kinh nghiệm trực chiến. Cái khéo léo này là do chúng ta thực hành thường xuyên. Cái khéo léo này là do
chúng ta đúc kết được những cái kinh nghiệm quý báu của bản thân của mình. Chứ mình không có thể mà trông cậy một kinh điển thầy tổ mà dạy cho mình cái khéo. Ví dụ như là thầy tổ chỉ dạy là quyển sách đó nói như vậy, nhưng mà để học, để hiểu, hiểu một cái tinh sắc, hiểu một cái tinh, thì cái đó nó đòi hỏi cái khéo của chúng ta. Mình học thường, mình không làm thường, để thực sự không làm được. Lấy ví dụ như là kinh Tứ Niệm Xứ, có những vị mà học thuộc lòng kinh Tứ Niệm Xứ có thể phân tích từ vựng kinh Tứ Niệm Xứ, nhưng mà không có nghĩa là vị đó biết cách để mà áp dụng được. Giữa lý thuyết và sự thực hành xa lắm. Và do vậy ở đây trong cái quá trình tu tập đó, một ở trong những cái khéo mà hành giả phải làm đó là hành giả phải có tác ý manasikara, có một tập chú khéo, tập chú để làm gì, để chúng ta có định hướng, để làm gì, để chúng ta có một cái mục tiêu rõ ràng, để làm gì, để chúng ta không phí thời giờ. Ở trong việc học, ở trong việc hành, ở trong việc hoằng pháp là mình phải có manasikara, và cái manasikara đó là phải có thiện xảo. Chúng tôi nhớ là người Pháp đó họ có nói một điều là một người thành công phải đến cái tuổi nào đó tìm ra cho được cái gọi là cái điệu nhạc trong lòng. Điệu nhạc trong lòng là gì? Ở đây họ nói rằng mình sống cái cuộc đời 50 năm, 70 năm, 100 năm mà chúng ta không tìm thấy được một cái giá trị sống mà mình thấy là đáng sống, nên sống, nên theo đuổi, mà cứ sống cho qua ngày, sống ồ ơ dí dồ, không biết đi đâu về đâu, thì chúng ta chưa tìm được điều nhạc trong lòng. Đời sống tu cũng vậy, thưa quý vị. Ở trên thế giới ngày nay đó, ở tại Thái Lan có khoảng chừng 400.000 vị tỳ kheo, ở tại Miến Điện khoảng chừng, tới ước chừng có 600.000 vị tỳ kheo. Và nếu cộng lại những vị sa di, những vị tu nữ, thì riêng về Phật giáo Nông Tông không ạ, thì có khoảng 1.5 triệu người xuất gia. Nhưng mà trong 1.5 triệu người xuất gia đó, không hẳn là tất cả đều tìm được một cái định hướng chân thực, một định hướng đủ, đủ mạnh, đủ tốt, đủ xác đáng để mà chúng ta toàn tâm, toàn lực tập trung vào. Thật ra trước khi mà mình khéo léo nỗ lực thì chúng ta phải khéo léo tác ý. Tác ý ở đây tức là có định hướng, có tập trung, có tiêu chí, có định đặt ra một cái gì đó mà mình nghĩ rằng đây là cái mà nó đủ giá trị, đủ lợi lạc, đủ hoan hỷ, đủ thuận duyên để mà mình đi theo. Chúng tôi lấy ví dụ như bây giờ là chúng tôi là một vị tu sĩ. Vị tu sĩ có nhiều việc, nhưng mà có những việc mà nó không phải là sở trường của chúng tôi. Và thật sự chúng tôi cũng không phải là tha thiết, ví dụ xây cất chẳng hạn. Có những vị họ rất giỏi về xây cất á, thì các vị nên làm việc đó. Có những vị giỏi nuôi tăng thì nên làm việc đó. Có những vị giỏi về vấn đề xã hội nên làm việc đó. Bây giờ chúng tôi không giỏi về xây cất, mà tối ngày chúng tôi nghĩ làm sao mình dùng cả sức cả đời mình vào việc xây cất á, thì cái đó nó là ayodhisomasikara, tức là cái định hướng sai. Giống như ở trong trường đi học, trong trường đại học mà chọn cái ngành nó sai, chọn cái major nó sai vậy đó, thì nó không làm được. Và chúng ta phải hiểu, mà muốn hiểu được điều này đó, nó trải qua rất là nhiều cái sự trầy trật,
nó trải qua rất nhiều những cái mà chúng ta gọi là lặn gục trồi lên rồi hộp súng. Bởi vì thật tình mà nói đó, đôi khi có những người tu tập cả đời, tu tập cả đời thì rất lâu mà không tìm ra được một định hướng, không tìm ra được định hướng, cho đến khi mà cảm thấy tuyệt vọng hoàn toàn, lấy con dao cạo tóc á, cắt cổ tự tử. Ngay trong lúc đó là ánh sáng tuệ giác là lóe lên. Thật ra nó phải dễ, hoàn toàn không dễ để mà chúng ta xác định được là mình muốn cái gì trong cuộc đời. Đa phần chúng ta đi theo phong tục, tập quán, đi theo trào lưu, xưa bài nay làm, hoặc giả là phần đông nghĩ thế nào thì chúng ta nghĩ như vậy. Phải mất nhiều lắm, đồng thời nó phải có nhiều cái duyên lành lắm, chúng ta mới xác định được, à, đây là cái hướng đi của mình, đây là điều mà mình muốn theo đuổi. Phải chi mình biết điều này đó thì quá tốt rồi, là mình đã không phí nhiều thời giờ như vậy. Nhưng mà thường thường khi mà mình nói được câu đó là mình đã mất rất nhiều thời giờ. Thí dụ như lâu lâu người ta nói rằng, mình đặt câu hỏi rằng, nếu cho mình bắt đầu là từ đâu, nếu cho mình khởi sự là từ đâu, thì mình có chọn điều đó nữa hay không? Đây là một điểm khó. Qua những cái chuỗi thời gian, nếu chúng ta chịu khó hồi quán, nếu chúng ta chịu khó nhìn lại một cách thành thật, nhất là dám thay nhìn thẳng vào những thất bại của mình, thì thưa quý vị, chúng ta sẽ nhận ra được cái gì là cái định hướng nên có, cái gì là cái mà chúng ta cần làm. Đa phần ngày hôm nay đó, thì chúng ta hay rơi vào trong tình trạng. Tình trạng đó là mình ở trong chùa mấy mươi năm, mình tu hoài, nhưng mà nhiều lúc mình không biết phải làm cái gì. Giống như một thi sĩ than phiền là trời đất sinh ta ắt cũng thừa, nên thời không chuộng vẫn không ưa. Cảm thấy rằng mình cả một cuộc đời mà không tìm được cái hướng đi, không tìm được điệu nhạc trong lòng, không tìm được cái mà mình thật sự đáng tha thiết, nhiều pháp học hay pháp hành. Thì thưa quý vị, như vậy đó là chúng ta đã không có khéo tắc, không khéo tập trung, không khéo định hướng cho cuộc sống của mình. Và rồi sau khi mà mình khéo tác ý, mình đã có một định hướng rồi, thì Đức Phật Ngài lại nêu lên một cái phương tiện thứ hai rất cần, đó là khéo nỗ lực. Nỗ lực ở đây là sự cố gắng. Nỗ lực ở đây tức là chúng ta biết làm thế nào mà để vận dụng tốt cái sức mạnh của mình. Chúng ta tạm lấy cái ví dụ như vậy. Một cái người mà làm ăn á, thì cái vốn, tức cái khả năng tài chính á, nó được ví dụ như tinh tấn. Và khéo tác ý nó cũng như là mình biết đồng tiền nên đặt ở đâu, nên dùng đồng tiền mình đặt vào những cái thiết bị, trang bị, đồng tiền nên đầu tư vào cơ sở, đầu tư vào việc đào tạo nhân viên, đầu tư vào việc tiếp thị. Đặt đồng tiền đúng chỗ thì họ mới phát triển được.
Còn nếu mà không đặt đồng tiền đúng chỗ thì thứ gì có nhiều khi cái không cần thì chúng ta bỏ ra quá nhiều tiền, mà cái cần thì chúng ta bỏ ít tiền. Thì cái Yoniso Manasikara ở đây là khéo định hướng, khéo tác ý, nhưng mà rồi có khéo tinh thần, khéo nỗ lực ấy, là chúng ta biết là chúng ta nên ra sức như thế nào, tập trung như thế nào. Cái ra sức ở đây nó lạ lắm thưa quý vị. Có nhiều khi chúng ta cố gắng, nhưng mà sự cố gắng của mình nó làm cho mình mệt mỏi. Nhưng mà có nhiều khi chúng ta cố gắng, mà sự cố gắng của mình nó lại làm chúng ta tăng thêm lòng nhiệt huyết, không có mệt mỏi. Có nhiều khi chúng ta không biết cố gắng thì mình cảm thấy đuối trước đường dài. Nhưng mà chúng ta biết cố gắng rồi đó, thì chúng ta càng cảm thấy phấn khởi khi mình ra khơi. Cái này nó hoàn toàn là cái khéo của mỗi người. Chúng tôi đưa ra ba cái thí dụ này. Nếu mà quý vị để ý, một cái người mà thường giảng ở trong lớp Phật Pháp Buddha-dhamma này là Hòa Thượng Tề Siêu á. Hòa Thượng hay có vấn đề sức khỏe. Nhưng mà thường thường, nếu khi mà chúng ta vào buổi giảng đó, mà sức khỏe mình kém, mà mình đi nghỉ thì cũng chưa chắc là mình khỏe hơn. Nhưng mà nếu quý vị để ý thấy, một khi mà mình bắt đầu buổi giảng và mình tìm được một cái pháp, tìm được một cái đề tài nào đó, mình cảm thấy hoan hỷ, đôi khi càng giảng thì nó càng khỏe. Không biết quý vị thấy vậy không? Nó lạ lắm thưa quý vị. Ví dụ như có nhiều người nghĩ được mình vận động sẽ làm cho mình mất sức, nhưng mà những người tập thể dục cho biết là khi họ càng vận động đó, có nhiều khi họ càng cảm thấy nó có thêm cái lực. Cái sự tinh tấn của chúng ta cũng vậy, không phải là mình ngồi yên đó, không phải mình không làm được gì hết đó, mà mình có cái năng lực đâu, mình có thêm năng lượng đâu. Có nhiều khi mình ngồi yên cái năng lượng nó càng suy sụp nữa. Nhưng mà nếu chúng ta chịu khó vận dụng năng lực mà vận dụng đúng chỗ thì mình thấy phấn chấn nhiều hơn, mình thấy sung mãn nhiều hơn. Và cái này là cái mà một hành giả phải biết. Có nhiều người đó hay có cái thái độ là nghe nói ở chùa có buổi tu Đầu Đà, mình thấy trong người mình không khỏe, thôi mình đừng đi. Nhưng mà kỳ thật khi mà chúng ta đi viện tu học, có nhiều khi nhờ sự tu học mà chúng ta khỏe hơn. Chúng tôi không nói điều đó là 100%, nhưng mà thường là vậy. Hay là một cái ví dụ là chúng tôi tìm thấy trong đời sống. Thành phố Houston, cách bờ biển khoảng chừng 45 phút thưa quý vị, biển Freeport hay là Galveston. Và thường hộ giác hồi xưa như chúng tôi có cái nhìn đó là khi mình ra biển, gió biển nó làm cho mình khỏe, cho đến bây giờ cũng vậy. Những lúc mệt á thì chúng tôi hay nói với Hòa Thượng là mình đi ra biển thì Hòa Thượng hoan hỷ lắm.
ra biển có khi Hòa Thượng không có tắm, Hòa Thượng chỉ ngồi ở trên gió biển. Hòa Thượng nói mình hít thở gió biển đó, giống như là có được cái thuốc bổ mà thật sự bổ vào người. Nhưng mà rồi có nhiều khi sau một cái buổi lễ mệt, chúng tôi nhắc với Chư Tăng là mình ra biển một chút cho khỏe đó, thì có vẻ bị trung chuồn đó, và thôi bữa nay mệt quá không đi. Thì khi các vị nói mệt không đi, thứ nhất là các vị nghĩ rằng mình mệt quá mà mình đi biển thì nó mệt thêm, hay hoặc giả là mình mệt quá mình nằm nghỉ nhà là nó sẽ khỏe thêm, nhưng cũng chưa chắc, chưa chắc là mình mệt quá nghỉ nhà nó khỏe thêm. Và đó là một điều là khi mà mình mệt thì mình cũng nên đi để cho mình khỏe. Ở đây là chúng tôi nói cái ví dụ thực tiễn ở trong đời sống, và chúng ta là người thực hành thì chúng ta nên hiểu về cái nỗ lực của mình. Ngày hôm nay thưa quý vị, người ta có nói đến một cái hiện tượng gọi là biorhythm. Biorhythm tức là cái hiện tượng cái biểu đồ của sinh học, đại khái là nói về cái năng lượng trong người mình lúc lên cao nó xuống, lúc xuống thấp. Và cái người mà có kinh nghiệm trực chiến, có kinh nghiệm thực hành thì phải làm sao có thể vực dậy cái nội lực của mình. Và cái nội lực đó nó là một cái chìa khóa, nhưng mà đồng thời nó cũng là một điều rất là bí ẩn. Tại vì sao? Tại vì thật ra bên cạnh cái thể xác, cái sức lực thể xác, chúng ta còn có sức lực khác của tinh thần. Như là chúng ta biết trong tâm á, tâm của chúng ta nó có một cái gọi là tầm tứ thắng giải cần hỷ dục. Cần là một thuộc tánh, thuộc tánh của tâm. Và cái thuộc tánh của sự tinh tấn trong lòng mình á rất là khó để chúng ta xác định, rất là khó để chúng ta hiểu được lúc nào mà chúng ta có thể vận dụng được đó, chúng ta khai dụng được đó. Một cái người mà có kinh nghiệm chiến trường, có kinh nghiệm thực hành thì những lúc đó cho thấy rằng người đó có khả năng để khơi dậy cái nguồn tinh tấn ở trong lòng mình, cái nỗ lực trong lòng. Rồi nếu khi chúng ta không có cái gì, thường thì chúng ta bị rơi vào trong một cái tình trạng là cái siêng và cái không siêng, có nghị lực hay là lui sụp đó, nó không nằm ở trong cái sự kiểm soát của mình, nó không có nằm ở trong cái khả năng của mình. Có lần chúng tôi nghe ngài Ajahn Mahabua đó, ngài giảng về điểm này, ngài nói rằng cái sự tiến bộ trong sự tu tập đó nó dựa trên cái khả năng là mình có thể vận dụng được cái sự tinh tấn của mình hay không. Một cái người mà họ không có cái bản lãnh tu đó, buổi sáng thức dậy lên chánh điện tụng kinh ngồi thiền đó, thì họ làm giống như trả nợ quý thần, họ làm một cách uể oải, làm một cách bị bắt buộc. Mà chính bản thân của người đó đó thì không bao giờ nhận ra được là họ đang tự hủy hoại lấy cái tiềm lực của họ. Họ đang làm phí đi cái khỏe, cái thời gian mà họ có ở trong tu viện. Nhưng mà với một người mà biết tu, biết tận dụng đó, thì sẽ sử dụng
những cái giờ phút đó là một cái đề mục quán chiếu. Lấy ví dụ như là mình nghe chuông báo là 3 giờ sáng, tức cái giờ để thức dậy chuẩn bị. Thường ở trong các thiền viện họ bắt thức dậy lúc, có cái thời khóa biểu tu tập là thức dậy lúc vào lúc 3 giờ, 3 giờ rưỡi là bắt đầu xuống chánh điện đi tụng kinh, 4 giờ là bắt đầu ngồi thiền. Thì khi mà mình nghe tiếng chuông, mình cảm thấy uể oải, cảm thấy mệt mệt, thì cái việc đầu tiên của người tu tập là thay vì mình buông mình theo cái mà cái uể oải đó mà nhắm mắt ngủ tiếp, thì bây giờ mình dùng cái sự uể oải đó làm cái đối tượng để quán niệm. Mình tập nhìn vào cái sự uể oải đó, và đôi khi mình làm mặt lì với sự uể oải đó. Mặt lì tức là mình không nghe đó. Quý Phật tử đọc ở trong rất là nhiều bài kinh, đọc rất nhiều bài kinh, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài dạy chúng ta nhiều khi đối diện với ma vương, đối diện phiền não, thì chúng ta xem đó là một thứ ma, chúng ta xem đó là một thứ gì đó mà mình phải đối phó. Giống bây giờ mình nằm ngủ trong nhà, tuy rằng mệt, tuy rằng buồn ngủ, nhưng nửa đêm nghe tiếng có người cãi cửa, biết là ăn trộm. Ăn trộm không thể nào là mình nằm ngủ để ăn trộm vào nhà được hết. Mình phải trỗi dậy, phải ngồi. Cho dù mình mệt cũng phải ngồi dậy, phải gọi cảnh sát hay là phải làm cái gì đó, chứ không thể nằm yên được. Thì một cái người tu tập đó mà có một cái thói quen đối diện với phiền não bằng cách đó, thì thưa quý vị, người đó sẽ lâu ngày đặt mình vào trong cái thế là không để cho ma sai sử, không để cho phiền não sai sử, mà dám nhìn, và nhìn một cách thẳng mặt, nhìn một cách trừng trừng. Chúng tôi nhớ là ở bên Trung Hoa đó có một pho tượng rất là thú vị, là tượng của tổ Bồ Đề Đạt Ma đó. Thì người ta hay tạc pho tượng với đôi mắt lồi, mà đôi mắt lồi đôi khi rất là hung dữ, rất là dữ thưa quý vị. Nhưng mà kỳ thật á, là đôi mắt lồi đó đó, họ lấy từ một tấm hình, từ một bức tranh vẽ, mà trong bức tranh thì vẽ này rất là nổi tiếng, rất nổi tiếng, để nói về cái khả năng trừng trừng nhìn vào nội tại, nhìn vào phiền não của mình, nhìn một cách không có nuông chiều, không có sợ hãi, nhìn một cách không có hèn nhát, không có yếu đuối, sẵn sàng để nhìn lấy đó. Mình đang uể oải, đang lười biếng, đang buồn, đang ganh tị, đang đố kỵ, đang hận thù, đang gì đó, mình có khả năng mình nhìn trừng trừng vào nó. Thì cái nhìn đó đó, đạo Phật gọi là cái năng lực của chánh niệm. Thành ra cái định nghĩa về chữ tinh cần trong đạo Phật nghe lạ lắm. Tinh cần được hiểu trong đạo Phật đó là bốn cái trạng thái: thận, trừ, tuân, bảo. Thận là cẩn trọng để ngăn ngừa ác pháp không sanh. Trừ là kiên quyết dẹp bỏ ác pháp. Tu là ra sức gìn giữ thiện pháp đã có. Xin lỗi, tu là tăng trưởng thiện pháp chưa có. Và bảo là gìn giữ thiện pháp đã có. Thì ở tại đây thứ bị cái tinh cần, năng lực đối với người tu tập, nó giống như là mã lực của một chiếc xe. Mã lực mạnh thì xe chạy mạnh. Nếu chiếc xe mà bên Mỹ người ta, có nhiều khi người ta không tới mã lực, người ta nói là 4 máy hay 6 máy hay 8 máy, là cái tiếng Việt Nam chúng ta nói, Việt xưa chúng ta nói là bao nhiêu cylinder. Thì chiếc xe nó lớn mà có 4 máy thì đôi khi nó chạy rất là yếu. Thì tâm của chúng ta mình nỗ lực đúng chỗ đó, là cái nỗ lực nào mà sau đó đó nó mang lại cho chúng ta
cái năng lực đó gọi là nỗ lực. Còn nếu sự nỗ lực mà sau đó nó chỉ tạo cho chúng ta sự mệt mỏi, sự buồn nản, mất sức, thì không có nên tiếp tục nỗ lực như vậy. Có một cái chuyện rất là thôi hài ở trong cuộc sống của chúng ta, đó là chuyện đi nghỉ hè. Thì thưa quý vị, đúng ra trên phương diện nghỉ hè đó, tức là chúng ta có thời gian ở trung tâm để nghỉ dưỡng. Nghỉ dưỡng này là sau những tháng ngày làm việc mệt mỏi đó, mình sẽ đến một nơi nào đó với cái không khí trong lành, và mình không cần phải bận rộn, và mình không cần phải mệt mỏi để phục hồi năng lượng. Nhưng mà người ta nói rằng đa số những người đi nghỉ hè họ rất là mệt, tại vì họ đi đến chỗ lạ, do họ quá vui, họ thức đêm, do họ ham chơi nên họ vận động nhiều, và sau kỳ nghỉ hè thì trở về nhà họ phải nghỉ dưỡng để lấy sức rồi sau mới đi làm. Về điểm này thì nó thường xảy ra trong đời sống. Thì chúng ta nên hiểu là ở trong cái sức khỏe, trong cái năng lượng của tinh thần, ở trong cái vốn liếng chung của đời sống, thì nó đòi hỏi cái khéo của chúng ta. Nếu mà mình đặt cái năng sức lực của mình không đúng chỗ đó, thì càng đi nghỉ hè nó càng mệt thêm. Mình đặt cái nỗ lực mình không đúng chỗ, mình càng tu thì mình càng đuối, càng tu càng thấy nó mệt mỏi, mình càng làm việc thì càng cảm thấy phiền não. Chúng tôi gặp nhiều người lắm, thưa quý vị, rất nhiều Phật tử làm phước đáng lẽ là hoan hỷ, nhưng mà những vị này làm phước thì gian đủ hết những phiền não hết. Thì chúng ta phải nói rằng mình không trách được, nhưng mà đa phần là chúng ta phải chịu khó học từ cái kinh nghiệm bản thân của mình. Từ cái kinh nghiệm đó đó, làm thế nào mà mình càng tu tập, mình cần tạo phước, mình càng dấn thân, thì mình càng có thêm nhiệt quyết, cái nội lực càng sung mãn. Còn mình làm cái gì mà càng làm mà mình càng rã rời, nói theo danh từ thế gian là càng làm càng bể rạc đó, thì chúng ta phải xét lại, chúng ta phải coi lại. Quý vị, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài đưa ra một cái nguyên tắc mà chúng ta nên suy niệm cho kỹ. Khi mà Ngài nói như vậy là những thiện pháp nào, ở những sự thực hành nào mà khi mình làm mà thiện pháp suy giảm, bất thiện pháp tăng trưởng thì được. Mà mình làm cái gì đó mà thiện pháp tăng trưởng, bất thiện pháp suy giảm thì nên. Và điều này hàm nghĩa rằng cái công việc không nên cố định, không nên cứng nhắc, mà chúng ta phải nhìn vào cái lợi lạc thật sự. Ví dụ như quý Phật tử đi chùa, mà cái tính mình đi chùa là hay phiền não, thì chúng tôi nói nghe kỳ, những như vậy chúng ta cũng không nên đi chùa, nên ở nhà tu tập tốt hơn. Và trong trường hợp nên ở nhà để vào lớp Phật pháp, như online nghe pháp thì tốt hơn là đi chùa, tại đi chùa phiền não. Nếu chúng ta không cải thiện được, 5 lần 7 lượt mà không cải thiện được thì nên thay đổi. Hay hoặc giả là mình ở nhà mình cảm thấy không tiến bộ thì mình đi chùa, mình đi chùa thấy thiện pháp tăng trưởng thì mình nên. Thậm chí ngay cái chuyện đi hành hương hay là trai tăng làm phước, quý vị biết là ngay cả cái chuyện mình tổ chức lễ giới y cũng vậy. Đôi khi mình chỉ lấy được một cái công việc đó thôi, nhưng mà không bao giờ mình tự hỏi, tự xét lại là khi mình theo đuổi những công việc như vậy đó, thì cái nội lực, cái thiện pháp, cái niềm tin, những cái giá trị thiêng liêng trong lòng chúng ta đó có tăng trưởng hay không. Và không ai biết chuyện đó cho mình hết. Người ta chỉ nhìn ở bên ngoài, và người ta chỉ có thể nói rằng việc này tốt, việc kia tốt,
Nhưng mà chúng ta đừng quên lời dạy của Đức Phật. Và Ngài Xá Lợi Phất đã nhắc rất nhiều lần là cái việc đó thực hành mình thân cận, mình theo đuổi là nó có khiến cho thiện pháp tăng trưởng, nó bất thiện pháp suy giảm. Cái đó mình phải tự biết, không ai biết cho mình hết. Bởi vì thưa quý vị, có rất nhiều trường hợp chúng ta càng tu thì chúng ta càng phiền não, chúng ta càng làm phước thì chúng ta càng thấy có vấn đề. Ở bên Việt Nam sau này đó, nó có những trường hợp là những người họ làm phước rất nhiều, họ bỏ tiền rất nhiều, nhưng rốt cuộc á thì họ mua lại, họ bỏ tiền để mua lại cái phiền não. Mình có thể trách nhiều người, nhưng mà thật sự cái người sau cùng mình nên trách đó là chính bản thân của mình. Tại vì sao vậy? Tại vì quả thật là chúng ta đã không có khéo để tự quán chiếu, để suy nghĩ lại trong cuộc sống của mình. Chúng ta đã không khéo để học hỏi những cái kinh nghiệm bản thân. Mà từ chỗ đó đó, chúng ta cải thiện được việc mà mình làm. Việc gì cũng vậy, tất cả đều phải cải thiện đó thưa quý vị. Mình phải học từ kinh nghiệm của mình. Các vị thiền sư cũng giống như bất cứ người nào nói rằng khi mới làm ai cũng phụng về cũng lúng túng trong giai đoạn đầu. Nhưng mà về đường dài đó thì một điều được đặt ra, đó là chúng ta có khả năng để học những thất bại và tìm ra những cái cách mới leo lách qua những cái tảng đá ngầm để đến bến bờ không. Đó là cái khéo của mỗi người. Vì vậy khi mà Đức Phật kể rằng mình khéo tác ý và mình khéo nỗ lực, thì hai sự thiện xảo này nó luôn luôn là một cái điểm nhấn mà tất cả hành giả đang thực hành, tức là đang theo đuổi pháp hành, phải tự mình tìm ra cho bằng được. Cái khổ của tôn giáo thưa quý vị, nó cũng giống như bất cứ lĩnh vực gì khác của đời sống, là chúng ta chỉ thường quan trọng cái nhãn hiệu ở bên ngoài. Chúng ta chỉ thường quan trọng cái mà chúng ta gọi là cái tên gọi. Như bây giờ quý Phật tử đi chùa đưa ra những thứ là tụng kinh, bố thí, trì giới, cung kính, phục vụ, mà chúng ta nghĩ rằng đó là tất cả. Nhưng mà kỳ thật đó, là những định danh này đó, nó chỉ có giá trị rất là tương đối. Phải là tất cả đều nên bố thí, trì giới, cung kính, phục vụ giống nhau, mà hãy làm cái chuyện đó là tốt không? Chúng tôi có gặp những người Phật tử mà họ luôn luôn tin rằng đi chùa là phải quét dọn
phải làm cho sạch sẽ chùa. Chuyện đó không phải là sai. Nhưng mà khi mà họ giữ trong lòng như vậy mà thấy người khác xả rác, thấy chùa không được sạch, thì họ phê phán chùa đó không được sạch. Và họ chê người này, họ chê người kia, họ đâm ra phiền não. Thì thứ vì cái quan niệm đó đó, nó lại làm cho chúng ta bị phiền não hơn là tu tập. Mặc dù cái chuyện mà giữ chùa sạch đó, nó là chuyện tốt thôi. Chuyện quét dọn là chuyện tốt. Và mình có thể làm. Nhưng mà nếu nó đã trở thành một cái chuyện mà làm cho mình phiền não, thì mình nên xét lại. Đó là điều mà Ngài Xá Lợi Phất Ngài thường nhấn mạnh là mình hãy tự quán chiếu là xem mình làm việc đó thiện pháp có tăng trưởng, bất thiện pháp có suy giảm hay không. Hồi xưa chúng có nghe một cái đoạn băng ghi âm mà Ngài Trên Trang Ngài giảng đó. Ngài có một cái cách để gọi là tự hành hạ bản thân. Mình nói về cũng được, hay nói tự tu tập cũng được, hay là tự huấn luyện bản thân cũng được. Ngài nói rằng lâu lâu tự nhiên Ngài muốn đi Bangkok, nhưng mà Ngài phát nguyện là hãy khi nào mình muốn đi thì không đi. Và khi nào nó muốn đi thì nó phải đi. Nhưng Ngài phải ra lệnh cho người khác, hay Ngài không phải thách thức người khác, mà thách thức chính bản thân của Ngài. Và do Ngài thường làm như vậy trong một thời gian đó, thì Ngài mới cảm thấy rằng Ngài không có chiều chuộng chính mình nhiều quá. Và Ngài có cái thí dụ rất là vui, thưa quý vị. Ngài nói giống như con chó hoang, nó đến nhà mà mình cứ cho nó ăn, nó đến hoài, thì phiền não sanh khởi. Mà mình cứ cho nó thức ăn thì phiền não đến hoài. Đó là Ngài Chánh Xa nói. Ngài nói đối mình đối với phiền não. Chúng ta phải coi chừng ở trong cuộc sống đó. Có đôi lúc mình nỗ lực cái gì đó mà cái nỗ lực đó không khéo đó, thì nó lại có cái biến chứng. Cái nỗ lực đó nó lại tạo cho chúng ta cái phiền não. Nên không ai dạy cho chúng ta cái khéo này hết, mà chúng ta phải tự trải nghiệm, chúng ta phải thực hành. Ví dụ như có lúc nào đó mà mình nói chuyện của người khác nhiều, thì mình phải tự hỏi rằng đồng ý là người ta có người xấu đó, nhưng mà tại sao mình nói chuyện người khác nhiều mà mình không nói tới cái xấu của mình? Thì lúc đó mình thấy mình có vấn đề. Tại vì sao vậy? Tại vì mình nói về cái xấu người khác mình dễ nói lắm. Nếu mà Ngài dạy rằng một ở trong những điều mà rất là đáng sợ của người tu tập đó là tự tán quỷ tha, là cái chuyện người ta mình chê, mình ai mình cũng phê bình được hết. Thật ra mình nói phê bình, ai mình phê bình được hết. Nhưng chính bản thân mình đó thì là mình không thấy được cái phiền não của mình. Thì những lúc mà mình thường nói chuyện người này, thường nói chuyện người kia đó, thì lúc đó mình thấy rằng mình có vấn đề. Nói theo tiếng Việt Nam gọi là mình quẩn quá hay mình rảnh quá đi bàn chuyện thiên hạ. Và những lúc nào đó mình cảm thấy là mình thiếu sự kiên nhẫn, cái tâm mình thiếu sự kiên nhẫn, dễ sân, dễ giận, dễ phẫn nộ, thì lúc đó mình nên đặt câu hỏi là tại sao lúc này mất kiên nhẫn như vậy? Hay là lúc nào mình hay quên? Thì phải tự đặt câu hỏi là lúc tại sao phải quên như vậy? Thì những lúc mà chúng ta đặt ra những câu hỏi đó là chúng ta đem cái sự chú ý của mình trở về cái chỗ đáng chú ý và nỗ lực trở về cái chỗ đáng nỗ lực. Hướng sự chú ý trở về lại thân tâm của mình đó, nó rất khác với đem sự chú ý của mình vào người khác. Đó là tại sao Đức Phật nhấn mạnh đến Yoniso Manasikara là thiện xảo trong tác ý. Yoniso Samapatthana, thiện xảo ở trong sự tinh cần. Thấy nó như vậy, nhưng mà cho dù nó khác biệt nhau trong đường đơ cả tóc, nhưng một người có khả năng hồi quán, một người có khả năng để đặt lại vấn đề,
một người có khả năng sống an lạc, thì mình sẽ nhận ra ngay là lúc này mình khá hơn. Còn cho dù là mình rất là giỏi về lý thuyết, cho dù mình rất là giỏi về một cái gì đó, nhưng mà trong lúc đó mình cảm thấy lúc này mình hay phiền, lúc này mình hay sân, lúc này mình hay giận, lúc này mình không nhẫn, lúc này mình không có an lạc, thì mình phải chịu khó nhìn lại. Và cái đó trên phương diện lý thuyết không dạy mình được, mình chỉ có sự thực hành nó mới giúp cho mình thôi. Thưa quý vị, có một lần chúng tôi ngồi nói chuyện với một vị bác sĩ tâm lý. Vị này không phải là psychologist mà là psychiatrist. Thì vị bác sĩ tâm lý này có nói với chúng tôi một điều mà hôm đó là một cuộc trao đổi rất là thú vị. Bởi vì vị bác sĩ tâm lý này nói rằng bà rất là thích về đạo Phật, và từ đạo Phật á, từ Phật pháp đó, bà đã nhận ra được một điểm rất là quan trọng trong cuộc sống tinh thần là cái khả năng sống một mình. Mà bà nói thêm là bà nghĩ rằng một người mà sống một mình mà an lạc đó, thì người đó có khả năng nhìn lại chính mình. Có khả năng nhìn lại chính mình có nghĩa là biết bén nhạy với những cái tâm thái của mình. Còn những người mà không có khả năng sống một mình, bà nói một mình ở đây đúng nghĩa là thậm chí không có cần cầm điện thoại liên lạc người này, email liên lạc với người kia, ghi sống một mình, mà người đó thấy cô đơn, mà người đó cảm thấy khó chịu, không vận dụng được, thì thật ra bà nghĩ rằng người này cần cái sự hỗ trợ tinh thần nhiều. Mà bà nói rằng bà đã được tìm thấy trong đạo Phật khi mà Đức Phật nhấn mạnh về cái yếu tố của độc cư. Đôi khi thưa quý vị, chúng ta sống một mình có một cái lợi rất lớn là đó là những giờ phút chúng ta có thể lắng nghe được bản thân của mình. Chúng ta có thể cảm nhận được là mình ở trong lúc này tinh thần sung mãn hay là tinh thần yếu ớt. Mình cảm nhận được lúc này là mình có sự phấn chấn, có sự tha thiết trong tu tập, hay là mình quẩn đãi, hay là mình lơ là. Những cái khả năng này, những cái sự nhận thức này đó, nó không thể tìm thấy đơn thuần qua lý thuyết. Khó lắm thưa quý vị, rất khó, rất khó có thể nhìn lý thuyết. Mà cái người đó là phải là người có sống, có chịu khó hồi quán thì mới tìm ra được cái điều dạng trong lòng của mình. Một ở trong những bài kinh rất là phổ thông ở trong những người hành thiền đó, đó là kinh Người Biết Sống Một Mình. Một bài kinh khác đó là kinh Nhất Dạ Hiền. Ở trong bài kinh Nhất Dạ Hiền nói về hình ảnh của một người mà sống trong sự tịch lặng một đêm thôi, mà mang ý nghĩa cả đời, ý nghĩa tất cả, bởi vì
Với một đêm đó, người đó đủ cái khả năng đem tâm trở về với hiện tại, sống tách rời khỏi sự chi phối của dĩ vãng, của quá khứ, sống không bị trì kéo về những ảo mộng của tương lai. Nói về điểm này thì thưa quý vị, năm tới này chúng tôi có một cái khóa tu rằm tháng giêng, chúng tôi sẽ lấy cái đề tài nhất dạ hiền. Bởi vì một điểm mà chúng tôi thấy được trong cái hành trình những đến tu tập và tạo ra sự phấn khởi là một khi nào đó mà chúng ta tìm thấy được một lý do cụ thể để mà mình tha thiết, để mà mình gắn bó, để mà mình dốc hết lòng, thì nó mở ra cho chúng ta một thế giới, một cánh cửa rất rộng, một cánh cửa rất rộng trong sự tu tập. Và trong bài kinh này á, thì theo bản sớ giải thì Đức Phật Ngài đều dạy về cái phương tiện gọi là upaya, về phương tiện. Và ở đây là phương tiện thiện xảo. Phương tiện thiện xảo của hành giả là biết định hướng một cách khéo léo mà ra sức một cách khéo léo. Chúng ta tạm lấy cái ví dụ hai pháp mà Đức Phật đề cập đến tại đây. Cái định hướng giống như bánh lái và mình ra sức giống như chân ga. Chúng ta chạy xe hay là lái tàu thứ gì, cái bánh lái là nó đưa cái định hướng và cái chân ga đó là đối lên cái sự tăng tốc. Thì thật ra tại sao gọi là upaya, tại sao gọi là phương tiện, là bởi vì mình đi đâu về đâu thì cái tay lái và chân ga luôn luôn là hai điều. Cái người mà điều khiển tay lái không đúng đó, có nhiều khi nó là lệch qua, hay là chúng ta đến cái cua đó mà mình bẻ lái không khéo đó, thì chúng ta có thể băng vào trụng lệ. Mà cái chân ga đó nó cũng là một yếu tố cần thiết, lúc nào phải tăng, lúc nào phải giảm. Và có những chặng đường mà một người lái xe hiểu rằng có sự kết hợp của cả chân ga và tay lái, tức là ở đây của Yonisumara Sikara, tức là chúng ta được là thiện xảo định hướng hay là thiện xảo tác ý và thiện xảo tinh cần, hai cái đó được kết hợp. Quý Phật tử quan hỷ, chờ chúng tôi một chút nha. Nãy giờ chúng tôi nói chuyện mà chúng tôi chưa có nhìn lại là hôm nay quý vị có thấy chư tăng vị giảng sư nào có mặt ở trong room không? Chúng tôi đã đón hôm nay và ngày mai đó thì chư tăng dạ chúc mừng chư tăng không có vị nào. Rồi quý vị biết là cái giờ sinh hoạt thao tác của chúng ta nằm vào buổi tối ở bên Việt Nam, mà đúng cái đêm đầu đà đó thì buổi tối các ngài phải bận ở trên chánh điện để lo sinh hoạt. Rồi hôm sau nữa thì ngày mai cũng có thể là có một vài vị sau khi đã nghỉ một giấc có thể vào được, còn cũng có khi là có vị mà nói thì không vào được sức khỏe. Tại vì hôm nay và ngày mai thì các vị chịu khó nghe chúng tôi nói nhiều hơn chút, không phải chúng tôi muốn nói. Tại vì ở trong năm có như vậy, cũng may là những năm tháng về sau này thì đường truyền của chư tăng tương đối nó ổn định. Thưa quý vị, chúng tôi nhớ rằng khi mà thao thoát mới bắt đầu ở trong năm có những tháng mà ở internet Việt Nam rất là yếu và chúng tôi rất là vất vả để nối dây cho chư tăng thuyết pháp, bây giờ thì đã đỡ hơn nhiều. Sư Nguyên Thông ơi, Sư Nguyên Thông có nghe được không vậy? Biết quý vị thấy Sư Nguyên Thông đang có mặt trước máy không?
Nếu về hình như sư Minh, nếu sư Minh Thông có thể giúp sư Minh Thông tối cho 5 phút xem. Dạ, đi uống miếng nước. Dạ, đi vô trong trạng thái gì ra ngoài đó, vô trong để uống miếng nước xong rồi sẽ trở lại tiếp tục với bài học ngày hôm nay. Bài học này chúng ta sẽ trở lại với cái thái độ của ác ma và ác ma nói gì. Bây giờ xin thỉnh sư Minh Thông hoan hỷ nhé, ít cho bài này. Chư vị là chúng ta đang học Phật pháp trong lớp Buddha Dhamma, và trong vấn đề học Phật pháp thì chúng ta phải, cái điều cần thiết quan trọng nhất là chúng ta phải hiểu pháp là gì, và chúng ta phải thường xuyên cái tâm của chúng ta phải hướng về Phật pháp. Cái vấn đề là Tam Bảo, là Phật pháp tăng, là cái điều mà chúng ta phải chú ý và kính trọng Tam Bảo đó. Và kính thưa chư vị, cuộc đời của chúng ta hạnh phúc hay đau khổ là do cái tâm của chúng ta, mà cái tâm của chúng ta nó hiện ở trong cái sáu giác quan, là nhờ có cái tâm cho nên con mắt mới thấy được, nhờ có cái tâm lỗ tai mới nghe được, nhờ có tâm mũi mới ngửi được, nhờ cái tâm da xúc chạm thì biết nóng lạnh cứng mềm. Và tất cả những điều đó là nó khiến cho chúng ta, khi mà chúng ta nhìn thấy cảnh vật bên ngoài thì chúng ta có những cái phản ứng. Mà Đức Phật giảng dạy rằng khi mà chúng ta phản ứng mà nhìn với cái tâm sân si thì đau khổ sẽ theo mình như bánh xe theo chân con vật kéo. Mà nếu mà chúng ta mắt tai mũi lưỡi thân ý giao tiếp với trần cảnh bên ngoài mà cái phản ứng của chúng ta bằng cái tâm vô tham, vô sân, vô si, thì cái hạnh phúc nó sẽ theo chúng ta như là bóng không rời hình. Kính thưa chư vị, đối đó là những cái lý thuyết mà Thế Tôn đã giảng dạy cho chúng ta. Cái quan trọng là làm thế nào chúng ta có thể thực hành, làm thế nào chúng ta có thể áp dụng những lời giảng dạy đó bằng trong cái tâm của chúng ta. Kính thưa chư vị, cái điều này là cái điều mà chúng ta phải thường xuyên chánh niệm tỉnh giác. Mà cái gọi là thường xuyên chánh niệm tỉnh giác đó là cái tâm của chúng ta nên theo dõi cái hơi thở, khi thở vào biết thở vào, khi thở ra biết thở ra, khi thở vào dài biết thở vào dài, khi thở ra dài biết thở ra dài, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra, thở ra. Kính thưa chư vị, đó là những cái bài học mà để cho chúng ta có thể thường xuyên theo dõi cái hơi thở. Cái người Phật tử hay là tu sĩ mà thường xuyên theo dõi cái hơi thở của mình đó, cái pháp đó gọi là Samatha, tức là thiền định hay là thiền chỉ. Mà khi mà thực hiện được thiền định hay thiền chỉ thì chúng ta quen với cái hơi thở của chúng ta. Và khi mà chúng quen, ta quen với hơi thở chúng ta, thì khi một cái pháp trong tâm của chúng ta nổi lên thì người hành giả đã biết là pháp đó là thiện hay là bất thiện. Thì cái người tu hành như chúng ta, một cái pháp thiện nổi lên thì Đức Phật cho phép chúng ta theo dõi và thực hiện. Còn cái pháp bất thiện nó nổi lên thì chúng ta phải diệt trừ nó đi. Bởi vì khi mà chúng ta thân hoại mạng chung mà trong tâm chúng ta còn những cái pháp bất thiện ở đó thì chúng ta sẽ đi thẳng vào địa ngục. Bởi vì vậy cho nên kính thưa chư vị, những cái pháp bất thiện mà chúng ta còn tồn động thì phải diệt trừ đi, là bởi vì nó không ích lợi gì chúng ta cả. Và cái đó thường xuyên chúng ta làm như vậy thì được gọi là thường xuyên chánh niệm tỉnh giác. Mà một người khi mà thường xuyên chánh niệm tỉnh giác thì chúng ta ít vướng phải cái sai lầm. Dạ, kính thưa chư vị, đó là những điều mà Nguyên Thông học và cảm thấy hay hay. Và khi mình được theo dõi những cái điều mà mình được học, là theo dõi hơi thở, chẳng những theo dõi hơi thở đó nó giúp cho chúng ta
được nhiều cái điều hay, tức là mình sáng suốt biết mình đang làm điều gì. Mà khi mình biết mình đang làm cái điều gì đó thì cái điều đó chắc chắn là phải là một cái thiện pháp. Bởi vì có ai ngu si theo dõi hơi thở biết mình đang làm điều gì mà đang mà đi làm ác bất thiện pháp đó. Thì đó là hai cái câu đầu của câu kinh Pháp Cú: tâm làm chủ các pháp, tâm điều khiển, tâm tạo tác. Nếu người hành động lời nói bằng cái tâm bất thiện thì đau khổ sẽ theo chúng ta như bánh xe theo chân con vật kéo. Tâm chủ, tâm tạo tác. Nếu người hành động hay nói năng bằng những tâm hiền thiện thì hạnh phúc sẽ theo mình như bóng không rời hình. Đó là hai câu đầu của câu kinh Pháp Cú mà chúng ta được học. Nếu mà chúng ta thường xuyên hiểu biết điều đó thì kính thưa chư vị, thì chúng ta là người tu hành đi đúng pháp. Và nhờ vậy thì trong trần gian này mà chúng ta sẽ ít gặp những cái trở ngại khi chúng ta sống trong cuộc đời. Và một cái điều mà con nghĩ rằng chúng ta không có nên có những cái tâm mà phê bình hay chỉ trích người khác. Dầu mình là một người gì đi nữa thì chúng ta không có cái tư cách mà phê bình hay là chê khen ai. Là vì ngay cả một ông quan tòa cũng không có, một ông luật sư, ông quan tòa cũng không có cái quyền để mà chỉ trích người ta, trừ khi khi ông ta mặc áo và ở ngài cái quan tòa thì ông ta có thể dùng cái trí tuệ của ông ta mà phát xét người này phải người kia quấy. Ngoại trừ khi ta đã không còn khoác áo để mà ngồi ở trên quan tòa đó thì ông ta không có tư cách gì mà phê bình người khác được. Vì vậy cho nên kính thưa chư vị, cái mà chúng ta gọi là phê bình chỉ trích người khác là một sự lầm lỗi lớn lao của chúng ta. Dạ, con thấy sư phụ trở lại là con xin được trao mai là cho sư phụ và chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Xin cảm ơn sư Nguyên Thông. Thưa quý vị, chúng ta trở lại với nội dung của bài kinh ngày hôm nay. Khi mà Đức Thế Tôn ngài dạy về hai pháp gọi là phương tiện dẫn đến cứu cánh giải thoát là thiện xảo tác ý và thiện xảo tinh cần, dạy cho chư tỳ kheo, thì Ma Vương thực sự cảm thấy lo lắng, là bởi vì Ma Vương cũng có thể ngầm hiểu rằng những đệ tử đang ngồi trước mặt Đức Phật á, sẽ có những cái nỗ lực mà đi ngược lại với ý muốn Ma Vương. Mặc dù Ma Vương không có khả năng để hiểu rằng một người người như Đức Phật hay là những đệ tử mà đã thành tựu viên mãn giải thoát đạt đến cảnh giới như thế nào, nhưng mà vẫn và nói một cách rất là quả quyết, nó không cần biết đúng sai phải quấy gì. Ma Vương nói rằng ngươi vẫn còn nằm trong cái cạm bẫy. Thật ra thì ở đây chúng ta chỉ gọi là bẫy sập. Tức là có những loại bẫy mà con vật mà bị vô trong đó thì nó sập bẫy xuống, thì cái bẫy sập đó sẽ giam con vật lại. Cả thế giới nhân thiên, dĩ nhiên là Đức Phật và các đệ tử thuộc về nhân loại, nhưng mà ngay cả người tu á, thì trong cái tầm nhìn của ác ma, cho dù là mình sống ở đây làm người hay sanh kiếp sau mà sanh thiên, thì vẫn còn nằm ở trong sự sai sử của ác ma. Tại vì sao vậy? Khi mà chúng ta sanh về thiên giới đó, thì cái ước muốn sanh thiên, và ngay cả khi làm chư thiên phạm thiên, làm chư thiên dục giới hay là chư vị phạm thiên, sắc giới vô sắc giới, thì vẫn còn có ái chấp, có ngã chấp, có dính mắc với nghiệp hữu và sanh hữu.
là chúng ta đi đâu cũng không thoát khỏi, không thoát khỏi bàn tay của ma. Nhưng mà thưa quý vị, mà vừa nói kệ ngôn ở trong câu kệ ngôn, trong câu cuối cùng kệ ngôn, mà vừa nói rằng Sa môn, người không có thoát khỏi ta. Thực ra cách nói này là một cách nói nó có tất cả hơi trẻ con, mà nó cho thấy cái sự lo lắng của Ma Vương. Nhưng mà thưa quý vị, Đức Phật Ngài đã trả lời, và trả lời một cách khẳng định, một cách rõ ràng, là Ngài đã thoát khỏi cái bẫy sập của ma. Và chẳng những vậy, Ngài cho biết rằng Ngài không phải chỉ thoát khỏi ở trong giây phút này, mà cả cái sanh hữu ở cảnh trời, cảnh người Ngài đều thoát khỏi. Bởi vì như chúng ta biết rằng Đức Thế Tôn và các vị A-la-hán đạt đến cảnh giới gọi là Lukuttara, là siêu thế. Các Ngài không có gì để tha thiết, các Ngài không có gì để bị dính mắc, bị kẹt vào. Nên trong trường hợp này chúng ta thấy rất rõ là khi Đức Thế Tôn nói như vậy thì Ma Vương dạ. Dạ quý vị quan nghỉ chờ chúng tôi một chút. Dạ. Dạ. Dạ Ma Phật. Dạ. 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 Dạ cô. Dạ. Dạ. Dạ cô vào lại Phật cho cô. Dạ. Dạ. Dạ thưa quý Phật tử, cho quý vị chờ chúng tôi một chút nha. Dạ hello. Dạ quý Phật tử có nghe được không? Dạ. Dạ bạch Chư Tăng và thưa quý Phật tử, thì trong cả bài kệ, bài kinh này đó, thì khi mà Đức Phật Ngài nói lên đoạn đầu thì rõ ràng là Ma Vương có một cái có một cái ảo tưởng là khi mà Ma Vương đến nói với Đức Phật như vậy đó, thì Đức Thế Tôn Ngài sẽ bị dao động, Ngài sẽ bị chi phối. Nhưng mà rồi khi mà Đức Phật Ngài xác định rằng cả cái thế giới của chư thiên và nhân loại thì Ngài đã đều vượt thoát, Ngài không có bị chi phối một cái gọi là ma giới đó. Ở trong bài kinh này cho chúng ta thấy một cái tầm nhìn khác. Dạ. Một cái tầm nhìn khác là nhiều khi mình là người con Phật, mình không nhận ra được là trừ khi chúng ta tu tập để đạt đến cái bờ giải thoát, giải thoát một cách toàn diện, thì chúng ta mới vượt khỏi cái vòng cương tỏa hay là cái sự vây hãm, sự chi phối của ác ma. Bởi vì nếu chúng ta nghĩ rằng mình tu tập
mà để sanh về cõi trời, tu tập sanh về cõi phạm thiên hay là cõi trời dục giới, thì chúng ta cũng nên nhớ bài kệ này rằng trong cái nhìn của ác ma, dù là chúng ta sanh trở lại làm người, là người đẻ giàu sang phú túc, hay là làm tứ thiên vương, hay hoặc giả là làm các cái vị thiên ở trong các tầng trời, và ma đấu sức quá lạc tha hóa tự tại, dù rằng chúng ta sanh vào cõi phạm thiên, mà có lẽ như chú dịch vừa rồi quý vị nghe nói đó, thì chúng ta vẫn còn nằm ở trong sự chi phối ác ma. Và đây là một đề tài lớn. Đề tài đó có nhiều khi chúng ta được nghe trong cái cụm từ là tam giới như quả trạch, ba cõi như nhà lửa. Nhưng mà ở đây chúng ta không đề cập đến cái khổ của quả trạch của nhà lửa, mà chúng ta muốn nói đến cái sự chi phối của ác ma. Cái sự chi phối này nhiều khi nó rất là tế nhị lắm. Cách đây khoảng chừng 4 tháng có một Phật tử ghé chùa thăm chúng tôi lễ Phật, và vì nó cũng biết Hòa Thượng Tề Siêu và Thượng tọa Pháp Nhiên ở Sài Gòn. Sau khi đến thăm, chị này có nói với chúng tôi là con tưởng đâu qua Mỹ đó khổ, mà qua Mỹ cũng đi cài như con trâu xưa ấy. Thì chúng tôi có nói với các vị rằng mỗi nơi thì nó có cái được và có cái không được. Thì chúng ta nên nghĩ rằng nơi nào mình có nhiều cái điều kiện gì có được thì mình cứ tu tập theo điều kiện đó thôi. Nhưng mà câu nói Phật tử đó cũng khiến cho chúng ta nhớ một điểm là quả thật trong đời này nó có những cái khổ, có những cái hạnh phúc. Và trong cái hạnh phúc nó có cái hạnh phúc tương đối mà có hạnh phúc tuyệt đối. Ở trong bài kệ này đó, thì Ma Vương đã nói lên một điều là dù là Niết Bá ở đây chúng ta hiểu là cái gì thuộc về cảnh giới ở trên đó, của cảnh trời á, mà gọi là thiên đường hay nhân gian đều nằm ở trong cái gọi là vòng cương vọng ác ma. Và khi Đức Phật ngài dạy rằng bản thân của ngài không có còn có cái gì là bị vướng vấp ở trong thiên giới và nhân giới, ở trong thế giới nhân thiên này, thì cái lời xác nhận đó là một lời xác nhận rất lớn. Đôi khi chúng ta quen đọc kinh, chúng ta đọc cho qua, nhưng mà chúng ta không nghiệm được điều này. Cái khổ của cuộc sống này, thưa quý vị, là chúng ta đi tìm những giải pháp tạm thời. Những giải pháp này có thể là nhất thời. Nói là nhất thời thì ngay cả cõi phi tưởng phi tưởng, chúng sanh có cái tuổi thọ mà chúng ta tính là hàng muôn đại kiếp. Nhưng mà rồi sao? Rồi cũng vô thường, rồi cũng trở lại cái vòng luân chuyển, ra vào lặng cục ở trong ba cõi. Chúng ta đã đi, đã đến, đã trở lại, đã quanh quẩn và nhiều đời như vậy. Nên trước khi Đức Thế Tôn ngài quyết định niết bàn, có một lần trên đường về Pa Hoa, ở trong một đêm tối, Đức Phật ngồi và chư tỳ kheo vây quanh. Đức Phật đối với chư tỳ kheo rằng: này chư tỳ kheo, chính vì không hiểu được bốn diệu đế, khổ, nhân sanh cũng sanh khổ, thì vì khổ và con đường dẫn đến vì khổ, mà Như Lai và các con đã luân hồi từ vô lượng kiếp đến giờ. Lời dạy dỗ của Đức Phật, nhắc nhở đến Đức Phật, cũng như là lời mà chúng ta nghe được trong cái đối thoại giữa Phật và ma ở đây, một lần nữa nói lên một cái
điểm rất là đáng cho chúng ta thấy là có người qua các tôn giáo thì chúng ta thường nghĩ rằng cứu cánh là thiên đàng, và thiên đàng được hiểu là cái gì đó mà thật vui, thật hạnh phúc. Mà đôi khi người ta hiểu như vậy là thiên đàng là một nơi mà tất cả những khoái lạc của trần gian được phóng đại ra. Ở đây mình ăn ngon thì ở trên thiên đàng ăn ngon hơn gấp vạn lần. Ở đây mặc đẹp, ở trên thiên đàng mặc đẹp rất là vạn lần. Ở đây mình được thảnh thơi, ở thiên đàng thảnh thơi gấp vạn lần, thì cái đó gọi là thiên phúc, thiên lạc. Nhưng mà từ cái cực nhỏ cho đến cái cực lớn, từ những hạnh phúc phù du cho đến hạnh phúc của thiên giới, thì trong cái nhìn của Đức Phật, và quả thật là đó là cũng cái nhìn của ma, đó là nằm trong vòng cương tỏa của ma hết. Và khi nằm trong cái vòng cương tỏa của ma đó, thì thưa quý vị, cái thân phận của chúng ta đáng thương như trong truyện Kiều nói rằng, chém ra cái số ma đào, cởi ra rồi lại mắc vào như chơi. Có được khi mình nghĩ được mình vượt ra rỗi được khỏi, nhưng mà không có vượt ra khỏi, nó cũng lẫn quẩn, nó cũng nằm đâu đó. Nên cái đặc điểm điểm mà ở trong bài, những bài kinh này, khi mà chúng ta đọc và chịu khó đọc kỹ, lắng nghe, thì ở đó có nhiều cái ý nghĩa mà chúng ta có thể cảm nhận. Trong sự cảm nhận này cho chúng ta thấy một hình ảnh lớn, lớn hơn là cuộc sống bình thường. Bởi vì ngày hôm nay đó, người Phật tử đi chùa, nhất là những ngày đầu năm đầu tháng, nhất là trong cái sự cầu nguyện, người ta thường mong là mình sẽ được phước, được may mắn, gia đạo được an lạc, và nhiều thứ mà chúng ta mong mỏi của đời này. Và chúng ta cũng là phước với mong mỏi của đời sau. Nhưng mà nếu có ai đó tình cờ vỗ vai chúng ta nói rằng tất cả những gì mà chúng ta mong mỏi đó, nó đều nằm trong cương tỏa của ma, thì có lẽ là chúng ta không tin. Nhưng mà kỳ thật chúng ta phải hiểu ma là một hình ảnh lớn. Đức Phật gọi ma là kẻ hủy diệt, tại vì ma đưa chúng ta vào trong cái cảnh giới của sanh diệt. Và khi nói đến cảnh giới của sanh diệt đó, là chúng ta nói đến một cái trạng huống. Trạng huống này là cái trạng huống mà không ai trong thế gian này có thể tránh khỏi. Tự tánh vô thường, sanh diệt biến đổi, phổ cập pháp giới, không phân sớm làng, gia tộc quốc độ, ba cõi nhân thiên. Tự tánh khổ não, bất toàn bất toại, phổ cập pháp giới, không phân sớm làng, gia tộc quốc độ, ba cõi nhân thiên. Tự tánh vô ngã, vô chủ, vô quyền, phổ cập pháp giới, không phân sớm làng, gia tộc quốc độ, ba cõi nhân thiên. Phải có cái nhìn toàn diện, phải có cái nhìn triệt để, và phải hiểu như vậy thì chúng ta mới cảm nhận được cái giá trị của đạo giải thoát. Và ở đây Đức Phật gọi là Anuttara Vimutta, là sự giải thoát tối thượng. Sự giải thoát tối thượng là sự vượt thoát lên trên khỏi tất cả cái gọi là phước báo nhân thiên. Giải thoát vô thượng là sự vượt lên tất cả những cái kiến chấp, ái chấp ở trong sâu thẳm của tâm tư chúng ta. Sự giải thoát vô thượng ở đây có nghĩa là một cái khả năng mà đoạn tận sanh tử, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn như trong kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật dạy. Thì thưa quý vị, bài học ngày hôm nay là vậy. Và hôm nay cũng xin nhắc lại là chúng ta có một ngày học đúng vào đêm Đầu Đà ở tại Việt Nam. Và Thượng Tự Siêu cũng như Chư Tăng bận rộn với sinh hoạt tu học của
các ngôi chùa và nơi rộng đà. Chúng ta không biết được ngày mai này Thượng tọa Pháp Đăng có vào giảng được không. Nên trong trường hợp mà ngày mai quý ngài không vào được thì chúng tôi cũng tiếp tục đề khuyết. Sẽ được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Đồng Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính chúc tất cả quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai cùng với môn Trung ương Bộ. Nam mô Phật Thầy Giảng. Nam mô Bụt Thầy Giảng. Dạ, chúng con tri ân thường tổ tết giác đẳng đã giảng dạy bài học ngày hôm nay. Con Nguyên Xuân thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, huân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ốp đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhắc tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giảng. Yeah.